Một bẻ cá này là mình làm mất chi phí tất cả nào. Chào mừng các bạn đến với kênh Socco TV. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cách mình sẽ làm một bộ bẻ cá mini nhé. Thì của mình là có cho tất cả là một cái bình thủy tinh này, và mình đã chuẩn bị một ít rong này, và có sỏi, và một ít san hô đó. Mình đã rửa qua rồi để ngâm nước cho vào nó đỡ bị đục. Và ngoài ra thì mình có một ít đất phân nền này để đổ dưới đáy. Nước nó chảy đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ thao tác cái cách làm của mình, thì các bạn, mình muốn chia sẻ với các bạn nhé. Mình cũng mới chơi à. Khá là ok rồi. Bây giờ mình sẽ cho cát sỏi vào, rong ra ngoài. Bạn có nhìn rõ không? Bây giờ mình sẽ trồng rong vào nhé. Okay. Ok này. Chút bùi gốc của mình, cái súng này mình thích trang trí là cho súng mà. Ngoài ra thì mình sẽ trồng thêm ít rong đuôi trồn trong vài cành thôi. Cắm hết sức cẩn thận không lát nữa cho nước vào nó lại bung cúc lên thì buồn lắm. Thêm một cái cành nữa đi. Rồi mình sẽ cho thêm một ít san hô vào nữa, san hô vào trang trí này à. Vài miếng thôi. Rồi. Các bạn thấy có nhiều quả rong quá không? Bây giờ là mình cho cá vào. Cho nước từ từ vào nha. nhưng mà cách mình vẫn thường hay setup một bộ bể cá mini hồ thủy sinh các bạn. Dung tích của cái bể này cũng khá là nhiều đấy. Xem trên cục đá này. Mình sẽ cho cá nhé. Bơi đi nào. Rồi vậy nào, ướt quá trời. Vậy là mình đã set up xong một bộ bể cá hồ thủy sinh. Bạn chiêm ngưỡng với mình nhé. Mình thấy cũng khá là ok mà, cũng đẹp chứ nhỉ. Bạn nào biết cách nuôi cá mà tốt chia sẻ với mình và mọi người nhé. Mình mới chơi, mình chưa biết nhiều. Mình vẫn hay set up một bộ bể cá như thế này và mình thấy các bạn ấy sống cũng khá là khỏe mạnh nên mình muốn chia sẻ với các bạn. Có cách nào làm hơn nữa thì mong các bạn giao lưu và share cho mọi người biết nhé. Các bạn cùng thưởng thức với mình nào. Một bể cá này là mình làm mất chi phí tất cả là khoảng độ 180.000. Riêng bể cá này mình đã mua mất là 125.000. Và tiền cá, tiền sỏi và phân nền thì mình tính chi phí là tất cả cũng khoảng tổng cộng là 180.000. Cũng không mắc lắm. Mình cũng có một bộ bể cá nữa này các bạn này. Các bạn xem thôi. Đấy. Đó. Đây chính là bộ bể. Mình có một bộ hai bộ luôn. Đấy. Mình thích lắm, mình thích chơi bể cá lắm. Đây. Các bạn thấy đẹp không? Một bể tròn và một bể là hình trụ mình đứng. Mình rất thích. Mỗi lần mà đi làm về mệt mình ngắm các bạn mình thấy rất là thư thái không phải lo âu gì cả. Đây chính là niềm vui của mình mà các bạn. Yêu quá trời các bạn. Rất mong được sự ủng hộ từ phía mọi người, đặc biệt là các bạn chơi bẻ cá có nhiều kinh nghiệm nhé. Rồi mình hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.